Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Rồi Giờ. Bên vi tàu lao chào với đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Đây là kèo đầu giò Bad Boy giữ cho Thành Thủ Đức. Còn bên kia là Khoan An Giang giữ cho Mắt Kiến. Quá hay cho Thành Thủ Đức. Một công Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mối về gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai Boy Gel nóng và lạnh 105.000 một chai. Đây là Thành, trước đây cũng là sân vườn Mai Vĩnh Lộc, hiện tại bây giờ là Thành trở về Thủ Đức rồi. Còn bên kia là Khoan An Giang giữ cho Mắt Kiến, Minh Mắt Kiến. Quá hay. Một đều mui mui. Lại là Thành Thủ Đức đến bóng ra ngoài. 2-1. Đang tiếc cho Mắt Kiến. Hai điều BB. Một pha phòng thủ bước một không tốt rồi của Khoan. Khoan An Giang, Khoan Hòa Lạc, Hòa Lạc An Giang, Phú Tân An Giang. Hòa Lạc là bà con đẹp không? 3-2. 3-2. Lại là Mắt Kiến 4-2. Hòa Lạc Phú Tân là quê của danh đếm Vĩnh Đầu Vàng, danh đếm Vĩnh Đầu Vàng. 4 ra ngoài. Năm hai. 6-2. Khoan An Giang giữ bước một quá khó cho Mắt Kiến. 6-2. 6-2. Thành phá bóng không vào lưới. 3-6. Bảy ba. Tám ba đổi sân. Liếp rồ và liếp rồ. Tám ba. Tinh ngực của Mắt Kiến quá hay, pha bóng đi rồi. Tự tin. 4-8. Một pha may mắn vừa rồi cho Thành Thủ Đức. 9-4. Mười bốn. Mười bốn.
11-4. Năm 11. Sáu 11. Ông đẹp trai, sao ông xe này vô solo mày? Sáu 11. Quả hay. Bảy 11. Pha đầy tự tin của Mặc Kiên. 71. Mười hai bảy. Mười ba bảy. Mười ba bảy. Tám mười ba. Quá hay. Quá hay cho Mặc Kiên. 9-13. Hầu như set bóng này Mặc Kiên dùng ngực ăn điểm rất nhiều. 9-3. Đáng tiếc cho Mặc Kiên. 14-9. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Bad Boy Thành Thủ Đức vào bờ. 15-9. Giờ đây là giờ cũng bắt đầu của các em, các cháu sinh viên nha các bạn. Đây, các em, các cháu sinh viên. Bánh mì, gặm bánh mì. Vì đam mê và đam mê. Bánh mì và bánh mì. Bây giờ này là cô các em, các cháu sinh viên. Hàng ngày 18:30. Đây, các em, các cháu sinh viên từ từ vào sân.